Viêm tiểu phế quản là bệnh hô hấp cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ, có tần suất nhập viện cao. Bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như rối loạn chức năng hô hấp, viêm tiểu phế quản lan tỏa, thậm chí tử vong. Dạ con là bảo mẫu ạ. Hả? Mới đăng hôm qua bây giờ xuất hiện liền. Vậy thì tốt quá rồi, cháu tôi nó bị bệnh rồi nó thở khò khè, thậm chí nhiều khi nó nôn ói cả ngày, rồi nó biếng ăn, nó không ăn luôn đó. Bé đang bị viêm tiểu phế quản. Đây là bảo mẫu lừa đảo chuyên môn đi bán mấy cái hàng này cho các phụ huynh của các bé này nè. Chị phải nghe bác sĩ tư vấn coi những cái dấu hiệu của cháu chị có phải là viêm tiểu phế quản hay không. Vậy dấu hiệu viêm tiểu phế quản là gì? Phòng ngừa và điều trị bệnh như thế nào? Trẻ nhỏ nhất là phải được bảo vệ trong cái môi trường gọi là thông thoáng, không có tiếp xúc với những người viêm nhiễm đường hô hấp, không tiếp xúc với khói thuốc lá, được nuôi dưỡng tốt, tức là nó vẫn được bú mẹ đến 2 tuổi, được cho uống nhiều nước. Một điều nữa là bé được chích ngừa cúm theo cái chương trình tiêm chủng của trẻ em. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề viêm tiểu phế quản ở trẻ, dấu hiệu và cách điều trị, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.